Xin chào các anh chị và các bạn. Video sau đây sẽ là phần hướng dẫn thêm thiết bị và tạo user vào phần mềm SmartPDX AC. Trước tiên là vào mục Device Manager và Auto Search, tìm tới địa chỉ IP của thiết bị. Sau khi tìm được địa chỉ IP thiết bị, ta sẽ nhập tên và mật khẩu của thiết bị vào phần mềm. Khi thiết bị đã online, tiếp đến ta sẽ vào mục cài đặt của thiết bị. Trong phần mục cài đặt của thiết bị bao gồm có các mục như là cài đặt thời gian. Thời gian ở đây sẽ được đồng bộ với lại máy tính. Tiếp đến là phần nâng cấp thiết bị. Ta có thể chọn file nâng cấp, mục khởi động lại thiết bị và mục dữ liệu. Ta có thể xuất dữ liệu từ thiết bị vào phần mềm SmartPDX AC. Ở đây ta có thể tùy chọn từ người hoặc là chọn tất cả. Sau khi xuất dữ liệu người dùng từ phần mềm, ta có thể tạo thêm phòng ban, đặt tên cho phòng ban. Hoặc ta cũng có thể tạo trực tiếp người dùng nhân viên trên phần mềm SmartPDX AC, mã số nhân viên, tên nhân viên, phòng ban và các thông tin của nhân viên như giới tính, ngày tháng năm sinh. Ở đây ta có thể tải hình ảnh của nhân viên. Tiếp đến là mục đăng ký mật khẩu, đăng ký thẻ và vân tay. Để đăng ký được thẻ vân tay, ta phải chọn tới mục thiết bị, nhấn add. Và lúc này ta sẽ để nhân viên vào máy. Sau khi 3 lần quét thì máy sẽ thu được vân tay của nhân viên. Kết thúc quá trình thêm nhân viên vào phần mềm SmartPDX AC. Đối với những người dùng được tạo từ thiết bị đẩy lên phần mềm thì sẽ thao tác bằng việc chọn phòng ban lại. Sau khi tạo xong một thông tin nhân viên, tiếp đến sẽ là phần chia nhóm. Việc chia nhóm quản lý để kiểm soát cửa giúp cho việc quản lý các nhóm nhân viên ra vào được một cách hợp lý hơn. Đặt tên nhóm, chọn các khoảng thời gian để xét kiểm soát cửa và chọn đến các thiết bị cửa. Ta có thể thêm nhân viên vào bằng cách tùy chọn từng người hoặc là từng phòng ban.